thưa quý khán thính giả, vào ngày 4 tháng 6 năm 2013, tại Bắc California, xôn xao về vụ Sunlight Travel chuyên bán vé máy bay về Việt Nam có dấu hiệu lừa gạt. Nhiều khách hàng của Sunlight Travel bị từ chối tại phi trường vì họ không có tên trong danh sách mà họ đã đặt vé từ Sunlight Travel. Qua hôm sau, tức ngày 5 tháng 6, bất ngờ Sunlight Travel đóng cửa văn phòng giao dịch với khách hàng trong khu thương mại Sun Plaza số 2569 South King Road, San Jose. Một số đông khách hàng bị lừa gạt đã gọi cảnh sát và tụ tập trước văn phòng nói trên. Vào ngày 11 tháng 6, tờ báo San Jose Mercury News cho biết bà chủ tịch phân hội đại lý Bắc California cho biết rằng Sunlight Travel đã bị ngưng giấy phép hoạt động trong tiểu bang California từ tháng 2 và Sunlight Travel đã không nằm trong danh sách các đại lý du lịch bảo đảm hoàn trả lại tiền vé cho khách hàng. Do đó, các nạn nhân mua vé máy bay qua Sunlight Travel có thể mất tiền. Ngày 13 tháng 6 năm 2013, các nhân viên phòng điều tra của văn phòng biện lý thuộc quận hạt Santa Clara đã khám nhà bà Dan Ho, chủ nhân Sunlight Travel. Một buổi họp báo về sự kiện Sunlight Travel vào hôm thứ Bảy 15 tháng 6 năm 2013 tại Trung tâm Văn hóa Việt Mỹ ở thành phố San Jose được tổ chức bởi Ban đại diện Cộng đồng Người Việt Quốc gia Bắc California. Khoảng 60 người tham dự, trong đó có khoảng 20 người là nạn nhân của Sunlight Travel, đã đến tham dự cho biết về thiệt hại của mình và nêu những thắc mắc của họ với Phó Cảnh sát trưởng Phan Ngô, đại diện Sở Cảnh sát San Jose. Mở đầu cuộc họp báo, ông Trương Thành Minh, Chủ tịch Ban đại diện Cộng đồng Người Việt Quốc gia Bắc California, bày tỏ sự thông cảm với các nạn nhân Sunlight Travel. Kính thưa quý vị, cái sự kiện Sunlight Travel nó xảy ra là một cái nỗi buồn chung cho cái cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi luôn cảm thông tất cả những cái hoang mang, lo lắng của quý đồng hương. Cho nên chúng tôi đã ngỏ lời mời đến vị Phó Cảnh sát Phan Ngô đến đây để tiếp xúc với quý đồng hương. Mục đích của chúng tôi là cố gắng làm sao tạo cái mối dây liên kết giữa quý đồng hương đến tất cả những cơ quan công quyền ở miền Bắc Cali này. Tiếp theo, thị trưởng thành phố Milpitas, ông Jose Estevez, bày tỏ sự thông cảm của ông về sự thiệt hại của các nạn nhân Sunlight Travel và ông mong rằng mọi việc sớm được giải quyết. Trích đoạn. Ông Phan Ngô, Phó Cảnh sát trưởng San Jose, trước khi phát biểu, ông mở đầu bằng một câu hỏi. Trước nhất là tôi muốn hỏi là có bao nhiêu người ở đây là nạn nhân của cái vụ Sunlight Travel? Có thể đưa đến đây. Sau đó, ông Phan Ngô nói lời thông cảm với những nạn nhân Sunlight Travel và ông kể lại rằng khi ông nghe tin này, ông rất đau lòng. Ông thấu hiểu được nỗi đau buồn của các nạn nhân đã bị Sunlight Travel làm cho họ mất đi cơ hội về thăm viếng thân nhân hoặc thăm cha mẹ bị bệnh nặng. Cũng như bao nhiêu khó nhọc họ dành dụm tiền để về thăm quê hương nay đã không còn. Ông nói tiếp. Tôi muốn cho quý vị biết là Sở Cảnh sát rất lo về cái vụ này, cái vấn đề này rất là quan trọng. Sở Cảnh sát San Jose sẽ điều tra cái vụ này. Nhưng mà tại vì cái vụ này rất là lớn, có thể có hơn 100 người nạn nhân, thành ra văn phòng phó biện lý của hạt Santa Clara County đã hợp tác với Sở Cảnh sát để điều tra cái vụ này. Tôi muốn đọc cái press release mà văn phòng phó biện lý đã đem ra cho tất cả là media của người Mỹ với lại media của Việt Nam của mình nữa, là tiếng Anh với lại tiếng Việt Nam. Nhà tôi sẽ đọc cái press release của văn phòng phó biện lý. Đường dây nóng về sự gian dối Sunlight Travel. Văn phòng biện lý quận hạt Santa Clara đã có thành lập một đường dây nóng dành riêng để nhận các khiếu nại hình sự của dân chúng về vụ Sunlight Travel đã hợp đồng. Ông Phan Ngô đọc bản news release, trong đó có những điểm chính như sau. Cảnh sát đã lập danh sách những nạn nhân của Sunlight Travel và văn phòng biện lý quận hạt Santa Clara đã thiết lập một hotline số 408-792-2724 để thu nhập chứng cứ hình sự về sự gian dối của Sunlight Travel. Những nạn nhân của Sunlight Travel muốn lập một khiếu nại hình sự, hãy liên lạc với giám sát công tố viên là Tristan Gajasen
tại số phone nói trên bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Văn phòng biện lý sẽ làm việc chặt chẽ với cảnh sát San Jose để điều tra từng khiếu nại mà họ nhận được. Chánh biện lý Jeff Rosen đã nói, xin tin chắc rằng văn phòng của chúng tôi sẽ làm mọi cách để có thể tìm ra công chính cho tất cả các nạn nhân. Tiếp theo, cô Cao Thị Tình điều hợp phần đặt câu hỏi của các nạn nhân, nêu ra những thắc mắc của mình. Chúng tôi xin mời ông Huỳnh Peter. Cũng xin nhắc lại cùng quý vị là nếu mà một người đã hỏi một câu rồi thì những quý vị mà hỏi sau đó xin vui lòng đừng có lặp lại câu hỏi, mà chúng ta sẽ hỏi một câu hỏi khác. Chào anh, chính thức Phó Thủ tướng trưởng. Chào anh. Tôi mua vé hồi tháng 1, 22 tháng 1, thì nghe nói là ở business thì phải có bảo hiểm cover cái security của customer. Thì nghe nói là business tên là tên là business for last 2-4 months. Với tôi mua từ tháng 1 thì có được cover phần đó không? Cái mà anh nói đó, cái đó nó gọi là regulatory rule. Thành ra nó có một cơ quan khác sẽ điều tra cái đó. Cái cơ quan nó gọi là State Attorney General's Office, cũng như là văn phòng phó biện lý cho tiểu bang California. Thành ra sau khi cái vụ này hay là trong lúc cái vụ này đang được điều tra đó, văn phòng State Attorney General, State Attorney General's Office cũng sẽ xét về business này. Tôi xin cảm ơn ban đại diện cộng đồng đã tổ chức cái bữa họp báo hôm nay và cảm ơn ông Phan Ngô. Cảm ơn dạ. Thì nói chung là tôi đại diện cho gia đình đó là 18 người để mua vé, một gia đình thôi, 18 người. Thì chúng tôi đến đó thì xảy ra những cái chuyện mà coi như chúng tôi bị lường gạt, nó liên tiếp chứ không phải là ngay lúc đó không. Cũng tức quá mới gọi cảnh sát lại, thì cái người cảnh sát đó không nói chuyện với chúng tôi trước mà lại kêu chúng tôi ở ngoài văn phòng đó, rồi nói chuyện với cái người chủ business đó. Thì sau đó họ ra nói thì người sát đó mới lập lại là không phải là tại công ty Solar Travel mà là tại hãng máy bay. Thì chúng tôi rất là khó chịu khi mà chúng tôi đã biết ông cảnh sát đó cũng bị nó gạt luôn. Thì tôi chỉ khuyên nếu mà thắc mắc về những câu hỏi đó thì một là liên lạc cho State Department ở đây, hay là ở đây có Congressman Mike Ponda, Congressman Joe Lofgren, mấy cái câu hỏi đó có thể là liên lạc hai bên phòng. Tôi bị mất một số hồ sơ rất là quan trọng là bởi vì thân phụ và thân mẫu của tôi ở bên Việt. Trường hợp của bà Thanh tuy không mua vé máy bay nhưng toàn bộ hồ sơ về di chúc thừa kế mà Sun Life Travel đang giữ. Ông Phan Ngô đề nghị bà Thanh gọi đến đường dây hotline số 408-792-2724. Gia đình tôi cũng là nạn nhân trong cái vụ Sun Life Travel. Tôi hết 5 bác, tổng cộng là 8.550. Tôi cũng đại diện cho những người bị Sun Life Travel gặp để xin có một số ý kiến. Tức là trước mắt là những vấn đề mà dịch vụ làm ăn như thế này ở Mỹ thì tôi thấy vấn đề này là mất lòng tin ở nơi người dân xung quanh ra thành phố San Jose. Nhưng mà với cái nguyện vọng của tôi và những người đã bị mất mất như vậy ấy, thì cũng muốn rằng chính quyền của thành phố San Jose cũng như cảnh sát ở San Jose phải làm rõ vấn đề và làm sáng tỏ vấn đề để giúp cho người dân thỏa mãn. Còn các quý vị tôi biết ấy, những cái tài sản này của người ta khai là nói chuyện là sẽ lấy cái bộ khai phát sản dù lý cái nào anh đâu có buông, người ta đưa tiền anh mua tích cực thôi, anh chỉ lấy cái công không, anh đâu có buông mất gì đâu phát sản. Thì EVA Airlines cho chúng tôi biết rằng là mua vé ngày 1 tháng 4 thì cho đến ngày 12 tháng 4 thì chính Sun Life Travel gọi lên EVA Airlines và cancel cái vé đó without our. Ông Lưu Đức cho biết ngày 1 tháng 4 năm 2013, vợ chồng ông mua vé về Việt Nam và Sun Life Travel đã cash tiền từ tấm check của ông ngay trong ngày 1 tháng 4. Đến ngày lấy vé, thì hãng hàng không EVA cho biết ngày 12 tháng 4, Sun Life Travel đã hủy bỏ vé này. Hiện giờ các passport của vợ chồng ông mãi đến nay vẫn chưa được hoàn trả. Ông Phan Ngô trả lời. Nếu mà mình làm việc với lại cái thương mại nào đó, rất là travel agency mà nó giữ cái passport của mình đó, mình phải hỏi tại sao phải giữ. Luật pháp nào mà nói là nó có quyền để giữ cái passport của mình. Mà lúc mà
anh gọi vô cái số hotline đó, nó sẽ có những cái instructions để cần cái gì xong sẽ có người liên lạc cho anh sau. Nên nha, tôi khuyên đó là cái giấy tờ mà cần đó là cũng như là nếu mà trả tiền bạc đó thì tôi không biết có giấy tờ hay không, hay là lúc mà anh vô anh điền những cái giấy tờ trong Sunlight Travel nếu mà còn đó, thì giữ đó để cho đưa cho người ra, hay là nếu mà trả bằng visa thì có cái statement, mấy cái đó là quan trọng. Phan, gia đình Phan mất 14 bé. Và Phan là người đầu tiên lên trên TA office để làm việc với là cô Susan. Ông Phan Ngô trả lời thắc mắc của ông Phan Lê rằng luật pháp Hoa Kỳ muốn kết án một ai cần phải qua các thủ tục điều tra, tìm bằng chứng, ra tòa để phán xét có tội hay không. Trong quá trình điều tra, cảnh sát có thể công bố ra công chúng những gì không bất lợi cho cuộc điều tra. Và ông Phan Ngô sẽ làm việc với văn phòng biện lý để sớm công bố những gì có thể được. Trả lời thắc mắc của ông Henry Ngô hỏi thời gian điều tra của cảnh sát kéo dài bao lâu. Ông Phan Ngô cho biết có thể thời gian điều tra vụ này kéo dài từ 6 tháng hoặc 1 năm, còn tùy thuộc vào sự cung cấp bằng chứng của các nạn nhân. Trước hết tôi không phải là nạn nhân mua vé máy bay, mà tôi là nạn nhân trong việc Sunlight Travel đề nghị rằng gửi cho số tiền để chị ta có đủ điều kiện mua whole package from airline để mà có thể bán trong những cái dịp hot và make money. Và cái số tiền tôi đã đầu tư cho chị ta lên đến 50.000. Và mỗi một lần đưa tiền như vậy thì chị ta ký lại cho tôi một cái check. Và chị nói rằng ôm thì đi nơi chỉ cần trong vòng một tháng thôi. Thì chị thay vì ví dụ như chị ấy mượn 20.000, 21.000, chị gửi lại cho em 21.600. Đó là những tấm check mà chị ký cho tôi. Và cái sự tin tưởng đó nó kéo dài hơn một năm nay. Cứ mỗi một lần như vậy thì chị lại bảo thôi bây giờ tháng này chị chưa có tiền, chị gửi em mấy trăm trước, cho chị thêm tháng nữa. Và cứ kéo dài như vậy. Đến cuối cùng cái ngày 3 tháng 6, tức là mới đây, chị còn gọi điện thoại, em ơi, chiều thứ tư ra gặp chị gửi cho em ít tiền. Bà Thủy Tiên thắc mắc nếu bà Diane Hồ đang lẩn tránh ở nước ngoài thì Hoa Kỳ có dẫn độ bà ấy về Mỹ được hay không? Ông Phan Ngô nói bà Thủy Tiên hãy cung cấp những chứng từ về văn phòng biện lý, còn việc dẫn độ bà Diane Hồ tùy thuộc vào quốc gia nơi bà ấy đến. Trả lời câu hỏi của nhà báo Nguyễn Văn Bình, ông Phan Ngô cho biết cảnh sát San Jose chưa tiếp xúc với bà Diane Hồ, chưa biết bà đang ở Mỹ hay đã ra ngoại quốc và số tiền khiếu nại lên đến bao nhiêu. Nhà báo Huỳnh Lương Thiện chia sẻ hai điều ông biết sau khi ông đã tiếp xúc một vài đại lý người Việt bán vé máy bay tại San Francisco. Khách hàng bạn hỏi họ, thì nói tại sao bạn bán cái vé tiếng ngàn rưỡi trong khi San Francisco bán có ngàn mốt thôi? Thì họ trả lời ngàn mốt là xong khi rồi, có gì mà nó đáng nghi ngờ, nó không thể nào mà rẻ như vậy được. Cái gì mà quá rẻ thì chúng ta nên tự đặt cái nghi ngờ thắc mắc, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cũng một vài cái vị là bán vé bay ở trên đó thì họ cũng có lên tổng lãnh sự làm việc. Thì chính tổng lãnh sự của San Francisco đó cũng thắc mắc khoảng cái vụ khang ở đâu rồi, có biết hay không, họ cũng đặt tiền, tại vì họ cũng là một nạn nhân. Theo cái lời của cái vị bán vé nói, tại vì cái San Francisco ký check trả tiền visa mà không có tiền bảo chính lên mấy ngàn đô la. Kính thưa quý khán thính giả, bên cạnh chúng tôi là Phó Cảnh sát trưởng Phan Ngô, người đã bỏ cái công sức ra để mà tiếp xúc cộng đồng của chúng ta qua cái buổi tiếp xúc này để giải đáp những cái thắc mắc của đồng hương hoặc là những cái sự là bị lừa gạt của đồng hương để trình bày, và ông đã trình bày. Thì sau cái cuộc này xong thì anh rút ra được kinh nghiệm gì ạ? Well, tôi rút là kinh nghiệm là Sở Cảnh sát làm sao phải giao thông rất là mạnh mẽ hơn và mau hơn với lại cộng đồng Việt Nam, tại vì cộng đồng có nhiều cái câu hỏi thắc mắc á, thành ra nếu mà càng đợi càng lâu á thì cái đó không có tốt cho cộng đồng, thành ra cái đó là cái bài học mà tôi mới học được ngày hôm nay. Yeah, xin cảm ơn anh ạ. Kính thưa quý vị vừa nghe Phó Cảnh sát trưởng Phan Ngô đã trình bày và giải thích về những trường hợp của tất cả các nạn nhân của Sunlight Travel, và đây là một điều rất hữu ích cho cộng đồng chúng ta để lấy đó để làm cái sự là cảnh giác hoặc là ngăn ngừa chuyện tái diễn sau này. Mỹ Lợi tường trình từ phố San Jose. Xin thân ái kính chào quý vị.